đất thì hạnh đức mẹ đây đợi chờ. Các con trần gian nan khổ cực, mẹ đâu vui mà ở cung thần. Gửi con xem đây mà về, một kỳ hối lỗi tội này nghe con. Mít bị hư rồi. Chốn trần gian đò chiều giá tám, chúng sanh linh cứ bị nhà nhồi. Dương gian hai chữ đau lòng, tâm can hai chữ lòng đau đớn lòng. Chúng trần gian đò chiều hai chữ, đời con khổ cực dây dưa, thế gian lắm chuyện ngày nay nào nùng. Dạ chào Thu Hằng. Lòng gia tám ngôn ba đã định, chiến đò chiều hai chữ bước đưa. Gước người con đảo về quê, người con mẹ trở về thiên thai. Này lữ khách không mau trở lại, chốn đò chiều không kịp nữa đâu. Cứ cài thì ước trở về ngôn ba đã tới. Dù cuộc sống tuôn bờ lướt bụi, tâm thần này có được gì à đâu. Canh chài đổ lệ lâm găm, vì đời hối hả mình à đây mỏi mòn. Chào tôi Kim Điệp. Chào em Phạm. Nước mắt chan lòng đào đau khổ, chốn trần miền dịch bệnh chàng lan. Kẻ thì hai chữ hiếu hôn, lòng đau giả thắt vì cơn hiểm nghèo. Hỡi trần miền không mau tình dân, còn đợi gì trước bữa chia tay. Dương phàm đã gặp đắng cay, long qua đại hội cần kề sớm mai. Người con đảo biết lo tu sửa, người tu hành chẳng chịu nhục qua lòng. Dương gian còn chiếu bè bồng, dương gian còn chiếu não lòng sớm hơn. Chữ đạo đời mình à đây vuông trả, trả cho rồi một kiếp chẳng à ni. Trả rồi mình à được về quê, trả rồi nhé bước sau trần nắng mưa. Dạ chào Thiện Nguyên. Gió thiêu thiểu màn lon xe con, gió hiều hiều quặng thắt từng cơn. Hôm nay hai chữ nhân duyên, chúc cầu huynh để ngày sau hương phần. Lòng nhóm lòng vì lo cho đạo, kiếp thân này
ti. Dù gian khổ lòng đây giả thân, máu xương này nguyện dốc bề trên. Ai ơi có hiểu mấy lời, ta đây góp sức giữa đời nắng mưa. Bung nghi điện ký hiện giờ, chỉ điểm con biết đến đời mẫu đương. Hiền bát nhã xem chưa gương khắc, chiên đò chiều bến tắt gần sông. Cả kêu khắp lữ trần hồng, kịp mau kịp bước dự trong hội kỳ. Con của mẹ hỏi thấy sắp đến, các con đây diện kiến gặp thầy. Mau mau ôm tập bài hay, tại trường mẹ dạy tổ thầy nghĩ con. Và chồng Yến Thành chào Diệu Trúc Phạm Thi. Lòng qua hỏi thì thấy đã tới, thì đức tài thì quý quả công. Nhờ thầy dạy bảo thơ đồng, con đây hữu phước về quê mẹ hiền. Lời mẫu dạy con hiền nghĩ nhớ, thì con được mẹ hiền chăm công. Trên giáo chủ tiên ông cũng chứng, bởi con đây ứng dụng hậu lai. Vì con của mẹ danh tài, kỳ này con đậu sắc mài thành kim. Nhờ siêng học kim tìm chân lý, được minh tâm huệ chi sáng lòng. Con ơi hãy gắng lập công, kỳ này cố gắng đứng trong địa cầu. Mấy muôn năm đau đầu muôn thở, gắng đậu cao gạn gỡ tông đường. Quyết tâm bền chí kiên cường, trường an mở hội khoa trường dự thi. Mẹ khuyên con bảo con nghi nhớ, đừng lăn xao con chớ lật phai. Chỉ còn khung tôi hôm nay, các con nghe mẹ thiên thai được về. Mẹ chẳng ép lo bề con dạy, rồi con quên mất nghĩa tình. Bao nhiêu tâm huyết mẹ dành cho con, rồi con bị nước non trôi cuốn, tiêu xác hồn khốn đốn còn đâu. Lo con mẹ quá u sầu, dùng cớ điện lệ châu khó cầm. Trên cung điện âm thầm, mình mẹ thương con chẳng quá lẽ con ơi. Chuyện cơ thâm trẻ ít lời, bấy nhiêu tâm quyết con thờ biết chăng. Dạ cho cô chung. Trong cõi tế thập phương chư
thấy cung hoàng màu nhiêu dung thương đời. Con chỉ hiếu cầu trời kinh Phật, lòng từ bi chứng Phật các con. Thấy con tương tắc lo tròn, con nào cũng được phước hồng mẹ ban. Mẫu chờ đợi mỏi mòn lâu lắm, cho xuống trần bắt ca vàng tâm hao. Cùng vì danh lợi hô hào, tiền tài vật ca chất khó nào chìm bao. Đời giá tám mê giàu thì khó, đến bao giờ con trở được ra. Gây bao nghiệp chướng thiết tha, đắm chìm bể tục mỹ ta làm mê. Nhìn tư kề đau khổ, thôi rồi con sẽ bị lạc hầm. Con nhìn xem gõ chứ kìa, màn ba đã tới không về kịp đâu. Còn danh lợi cản đường con trẻ, tạo việc ca lành không thấy con ơi. Thiên đình hiện nay đã rồi, màn này mẹ chuộng nhất ca tâm dậy thời. Tu dưỡng tánh việc làm minh chánh, mẫu nhắc hoài thiên kính vàng điện. Năm châu bốn biển cần lo, vì đời chưa biết cảnh tiên là gì. Tranh cao tranh thấp so đời hại nhau, đến chừng đó dở cười dở khóc. Tam giao tò chẳng sót một ai, màn này đâu phép tranh tài. Hô hào xưng lớn ra quay anh hùng, dùng phép bùa nhiễu nhương quyến rũ. Bị tà ma nó cứ hại đời, bởi con quá giỏi tin lời. Ham mê linh nghiệm khổ đời của con, rồi con xem chẳng còn một đứa thứ bạo hùng chất chứa dạ tâm. Nghe theo ma quỷ gọi lầm, làm con mê mỗi thân phàm hồn tiêu. Khi đến việc lực điều phấn xử, hiền đặng con làm giữ phải tiêu. Mẫu đây từng nói bao nhiêu, sẽ coi xem lại quá nhiều không con. Lời mẫu dạy chắc non tội biển, mà con trần thể hiện rồi chưa. Thương con biết mấy cho vừa, chỉ còn thất tình ngăn ngừa tội căn. Lời mẫu dạy chỉ phần im dịu, con ngỡ tai chẳng chịu nghe lời. Nên khi tới việc tới bờ, hồn tiêu phách tan gà gời còn đâu. Điện cơ mẹ từng câu hồ ly, các con xem mở chi mà dòm. Bao nhiêu
thụ điện quang. Lời kinh bút gõ gạc, sao con chẳng gõ tầm đà mà đi. Mẫu trưởng quản từng ly từng tí, những lời khuyên hữu lý hữu tình. Sao con chẳng chịu lòng tin, làm cho mẹ khổ mất tình tiếng nhi. Mẫu chuyện pháp tiên chi bao chương, các con làm được những gì chăng? Ngày ngày lo uống lo ăn, lo danh lo lợi tranh danh tư quyền, lo cái nỗi u phiền sắp đến, lo làm sao cái bến yêu thương. Lo đời còn quá nhiều như anh em huynh để đón trường mất nhân, lòng mẹ thương lời phân bao trước quyền con thơ tạo phước thiện lành. Dứt điều căn ba lời danh, quyền mê mờ chỉ anh em bất hòa. Con nên nhớ bù tòa phán xử, thì càng con phải kẹt lực hình. Chào yên tâm. Ngày chúng cầu họ ngô con trẻ, chúc nguyện cầu hai chữ bình an, chúng cho hai chữ dương phàm năm nay tuổi hợi giải giang Phật trời. Tôi còn nhỏ dương dài hai chữ, nhói tâm lòng hai chữ chẳng hà ni. Năm nay phải gán chẳng tâm, kìa còn dần tâm để mà đăng an. Biên tâm anh hai ngàn ngàn lắm, chẳng chịu tin Phật thánh là chi. Anh ơi cay đắng sầu bi, cảnh đời khốn khổ giữa đời lắm nghe. Phải gán cầu ông bà phù hộ, chốn năm nay anh chịu nhà nhồi. Coi chừng tai tiếng nghe anh, coi chừng tai tiếng mình mang vào mình.
năm nay việc gì cứ làm đi, đừng toan đừng tính vì cái chị bảo xa. Con học biết sự rồi căn bản lực thiên định vô hạn định phần trời cha thiên lý cầm cân sự phân thượng phạt cảnh trần hiện nay. Mẹ có thương thằng ngày đúng lúc mong con thơ chân thật lòng thành. Dạ chào hỏi cha. Chí tâm học đạo tu hành ban truyền các linh dạy mà chấm quan chung cùng linh tu an cảnh thế dạy các con cô thí hành lời đừng mê danh lợi nhiều như mẹ đây trong đứng trong ngồi các con dạy ham chơi bể mẹ bao lần dáng thế đổi tính đã nhiều lần ghế cũng son thấy đời lắm khổ gian nan đồ nhìn mái tao càng ngày càng thúc giục lòng mẹ đây muôn khúc còn trường nhìn con trước cuộc tan thương thế mà con mãi trụ chương lợi tài mẫu đã lập qua đài đã hỏi khuyên chúng sanh hãy gắng tu hành đời cùng khó tránh đau binh dù thương mẹ cũng không tranh lực ca trời ngài tấn diễn cần thời mau lắm mà càng còn bước chẳng lắm rồi cùng vì danh lợi chị lôi mẹ đây vì trẻ đứng ngồi không yên mong nam nữ lửa phiền tươi tăng để tránh cơn gió bất thổi lùa chữ tu vàng cũng khó mua chung hiếu con tròn mẹ cha chấm phần đừng lầm tưởng bạc vàng là quý mẫu khuyên con hãy nghĩ cho cùng rồi đây các chị ca hại hùng con đâu có được hùng dung như vậy bởi mẹ thấy từ đây con khổ khổ các con mẹ đổ dòng châu hãy mau thức tỉnh hồi tu mới là được mẹ hổ phù dựng điềm thanh chăng lời son vọng tâu trước đàn tiền gian giái hoàng nương mẹ về mẹ bế hài nhi con xin hoàng mau đóng tình thương tha bởi con trẻ còn đang phải gánh giữa đời tàn chớ hiện chớ mê con xin mẹ hãy đợi chờ vì con còn phải dòng đời trả dây thức năm canh con đây
ai có biết cơ quyền dương thế sinh màu bà xây chuyện giùm mà cho chúng con đêm đợi ngày chờ con xin Phật mẹ ngày nay đồng lòng mẹ ơi mẹ thương lòng thương chân bởi chẳng là đời con mãi dương mang hỡi này lữ khách vậy chứ đừng mê thế tục đò chiều chê nghiêng chốn dương gian màn ba hai chữ lắm nhọc nhằn cảnh thế sầu thương chúng dân phải chịu đa dương cầu xin Phật mau đứng lời thế gian nay huynh để cùng nhau hòa quyện để cho dân hưởng cảnh thái bình ta là cái phận tu hành thì mau lập cái đàn tiền cầu xin bởi người tu phải lo phục chữ để huynh giờ này kính chúc nhà nhà an yên gió hiu hiu càng khôn xây chuyện nhật nguyệt càng hai chữ mối chuyện một đời một đảo mà thôi dù thân có nát nguyện bên màu vàng con trẻ dài hồng chẳng còn dài xinh màu vàng xây chỉ giùm mà cho mẹ về mẹ đổ đàn con mẹ về mẹ chuyện cho con dù có thác thân này cũng chịu vì đạo vàng con trẻ chớ than dù cho cảnh khổ gian nan bao chiều phải gán giữa đời mà đi dù cuộc khổ tuôn bờ lướt bụi tâm thân này phải gắng mà đi người đời còn mãi khen chê cho mình phải chịu buồn đau giữa đời con của mẹ mẹ thời phù hộ phải chịu mấy cầu giáng sinh ôi trước cảnh tương tàn tương sang tâm thân con gờ gạt nổi trôi mẹ dù ân huệ liên hồi cũng không cứu vãn được hồi gửi lời khuyên chung tân bớt lần đi giật chất thế gian gán dịch từ lúc sinh phân nhân sanh phải chịu nào nùng tàn thương
con nghe mẹ liệu lượng kẻo khổ à, biết làm sao sập ba đổ con ơi. Hôm nay mẹ nói phân lời, các con hãy liệu giữ lời thân sanh. Các đại căn ăn cần ngày tháng, dù gian lao cùng chịu bệnh ta đeo. Tuy rằng gặp ba cảnh khó nghèo, bên lòng theo mẹ nàng yêu kể gì. Mẫu chân đó tâm thầy kiên nhẫn, ăn thời cơ chiều đời giá tạm ngu ngơ, cho qua ngày tháng đợi chờ trên ban. Con của mẹ được phần cao cả, nhờ con lo báo trả mẹ đây. Tới đây có tổ có thầy, mẹ cha ban thưởng hỏi này đặng an. Phật tiền thanh hạ sang xuống thế, đó đến ngày non để trời thâu. Phần con của mẹ họ bao, sống đời thượng cổ cầm mà bào dinh sang. Sống muôn tuổi vua ban thanh tương, trẻ muôn năm vô lượng đức tôn. Ai ai trẻ mãi lời khôn, hòa đồng thống nhất lại còn yêu thương. Nay mẹ dạy môn phương quy hiệp, lo sửa tròn cho kịp lắm qua. Đến ngày thiên lực ban ra, tam giáo phân xử con mà gã sao. Nhìn con trẻ ú xào trong giả, khắp bốn phương ngọn gã phân chia. Làm cho máu đỏ đậm mà chìa, cũng như con bị kiệt ca chìa hoa tiêu. Lời mẫu khuyên bao nhiêu là tâm khuyên, mà các con có biết gì đâu. Cứ lo tranh đấu bể nhau, là cho tiên Phật mài châu não lòng. Nhìn cuộc thế tan bồng đau xót, lòng mẫu đầy gieo gốc bồn bề. Nhìn đời mẹ dạy u ê. Đúng rồi đó má, như tranh thủ để nó chặn lai lợn. Nhìn đời cha mẹ ủ ê, thương cho trần thế sắp kề giật sâu. Thấy con trẻ lòng đau tâm buốt, biết làm sao cô vớt các con. Nghe theo lời mẹ lo tròn, con mà cãi mẹ xong màn này. Dạ. Niệm Phật rồi làm chậm người chê, đạo thì chánh pháp giác mê. Không, một cách một ngày lại một lần. Giác mê nguôi được đặng về quê xưa. Thiền bát nhà đò đưa gương khanh, các con lo chồng.
Trang ơi. Lưu bút sử ngàn năm có một hội phong thần con trẻ hiệp chung. Phong thần đại hội kỳ này chọn người hiền đức trở về quê xưa. Chào Linh Trần. Nước mắt chan lòng con già thắt nỗi lòng này hai chữ đợi trong dương gian lắm cuộc hai hùng tương tàn tương sát còn gì quê xưa. Chào Phương Thanh.